Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Relap và mình là Tuấn Ngọc. Các bạn đều có thể thấy ở trên bàn mình đang là một bộ phụ kiện rất là hầm hố đến từ ROG Phone của Asus. Và cái bộ phụ kiện này thì thực ra mình có trước rồi, nhưng mà mình đã cho bên Vetiver Studio mượn để họ làm video trước, nên là chúng ta sẽ không mở hộp nữa. Mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích một cách sâu hơn về cái trào lưu gaming phone, cũng như là cái sự đe dọa mà gaming phone sẽ mang lại cho những cái game mobile của chúng ta. Lý do vì sao? Cùng làm rõ trong video này. Thực ra mà nói thì cái việc các bạn sở hữu gaming phone ấy, nó là quyền của các bạn, nó là một cái lựa chọn của các bạn. Nếu các bạn có tiền, các bạn sở hữu nó là việc đương nhiên. Thế nhưng mà nó đã khiến cho chúng ta có được một cái sự mất cân bằng, mất công bằng giữa những người có gaming phone và những người không có gaming phone. Và chúng ta sẽ dần dần cảm thấy nhàm chán việc chơi game trên mobile, và chúng ta sẽ chuyển sang những nền tảng khác công bằng hơn, ví dụ như là console, PS4, Xbox One, hay là thậm chí là build cả một bộ desktop để chơi game thay vì cứ dính lên chơi game trên điện thoại như này. Sự mất công bằng này nó thể ở đâu? Thứ nhất, phần cứng. Nếu những chiếc điện thoại smartphone của chúng ta ngày xưa đắt đến cỡ nào đi chăng nữa, mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng đơn thuần là một smartphone mà thôi. Chúng ta khi mà gaming cũng chỉ sử dụng duy nhất hai ngón cái. Với những game mobile thì không sao, nhưng với những game FPS như là PUBG Mobile, CS Legends, vân vân các kiểu loại thể loại bắn súng, thì chúng ta bắt buộc sẽ phải sử dụng 4 ngón để cho những thao tác nhanh hơn. Thì các bạn sẽ thấy rằng những cái gaming phone thì nó có thể được trang bị đến đây hẳn một bộ cò nút trái và nút phải để giúp cho các bạn có thể gaming một cách dễ dàng hơn bằng 4 nút. Chúng ta có thể lập luận ngược lại rằng là hoàn toàn có thể mua được những cái phụ kiện gắn ngoài, ví dụ như là hai cái nút LR này, rồi là quạt tản nhiệt vân 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 vân. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng những cái phụ kiện đó chỉ là những cái phụ kiện được sản xuất bởi hãng thứ ba mà thôi. Về độ tương thích, về độ tiện lợi thì nó hoàn toàn không để sánh ngang bằng với những sản phẩm gaming phone như là ROG Phone của Asus hay thậm chí là Red Magic Nubia. Mình đã từng gặp một cái trường hợp đó là khi mà mình mua cái bộ cò gắn ngoài về để gắn vào những cái sản phẩm chơi game rất là mạnh mẽ như là Samsung Galaxy Note 9, thì nó hoàn toàn không thể gắn được bởi vì cái phần cong tràn viền ra nó không để bám được chắc vào cái phần nút LR, khiến cho rơi ra liên tục và mình không thể chơi game một cách tốt nhất. Thế nên mình đánh giá rằng cái việc chúng ta được trang bị thêm những cái bộ phận chơi game tối ưu hơn, nó khiến cho chúng ta mất công bằng đi khá nhiều trong cái quá trình chúng ta chơi game. Lý do vì sao mà những cái tựa game pay to win nạp tiền vào để có được những cái trang bị mạnh hơn nó không còn được là xu hướng thịnh hành hiện giờ nữa, bởi vì là nó mất đi cái sự công bằng của nó. Còn với những cái tựa game, với những cái tựa máy gaming phone như thế này, thì nó đã mang lại ở đây chúng ta một cái gọi là buy to win, mà chính nhà sản xuất Asus cũng đã nói với chúng ta về điều này. Đầu tư vào phần cứng để chúng ta có thể tốt hơn người khác, và chúng ta dễ dàng và chiến thắng hơn. Và chúng tôi gọi đó là pay to win. Mà hôm nay giới cấp thủ hay gọi là đô la thành trường. Phiên bản 2.0 chúng ta không đầu tư vào game nữa, chúng ta đầu tư vào phần cứng. Phần cứng nó không chỉ nằm lại ở đó, nó còn liên quan đến thời gian các bạn chơi nữa. Các bạn đều biết rằng với những sản phẩm smartphone bình thường ấy, thì chúng ta sẽ phải chơi dựa trên pin. Nếu mà các bạn chơi càng lâu thì pin sẽ càng tụt thấp và các bạn rất khó để có thể vừa sạc vừa chơi. Nó sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi khi mà máy nóng lên rất là nhiều. Nhưng với những gaming phone, ví dụ như là ROG Phone, thì nó sẽ làm giảm đi cái điều này rất là nhiều. Những cái rủi ro khi mà chơi game, những cảm giác khó chịu về nóng tay khi chơi game cũng sẽ được giảm bớt đi. Và với những sản phẩm gaming phone như là ROG Phone, thì cái bộ IC kiểm soát sạc pin nó còn được đặt thẳng ra ngoài. Nó sẽ giúp cho cái điện thoại của bạn mát đi đáng kể so với khi mà các bạn vừa cắm sạc vừa chơi trên những chiếc điện thoại đắt tiền như là iPhone X Max như thế này. Và khi đó thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian để gaming hơn, nhiều thời gian để bắt kịp xu hướng hơn, nhiều thời gian để cày rank hơn. Tóm lại, cái sự mất công bằng đây nó sẽ thể hiện về mặt thời gian. Thứ ba, đó chính là sự mất công bằng về phần mềm. Các bạn đều biết rằng những cái điện thoại như này, dù có đắt đến bao nhiêu thì cũng không có cả một phần mềm riêng để quản lý game. Thì với những cái phần mềm như thế ở trên ROG Phone, Black Shark Hello hay là Nubia Red Magic, chúng ta đều có quản lý game một cách dễ dàng, nhanh chóng. Các bạn triệu hồi game một cách rất là nhanh. Các bạn sẽ có thêm cả những cái bộ tính năng cực kỳ hay ho, tăng hiệu năng máy này, giảm giật này, giảm răng cưa này, rồi thậm chí là có thể đếm được FPS trực tiếp mà không cần dùng đến những cái trang bị như là Game Bench mà mình bắt buộc phải cắm vào khi mà chơi những cái smartphone tương đương. Ngày xưa thì khi các bạn muốn mua điện thoại chơi game ngon nhất ấy, thì các bạn sẽ thường hướng đến những cái máy flagship. Và bây giờ thì khi mà những cái chiếc máy flagship nó đã có cái mức giá tương đồng với những sản phẩm game như này rồi, thì mình thấy rằng thà lựa chọn những sản phẩm như thế này còn hơn là lựa chọn những cái flagship không có được những cái trang bị tương đương tối ưu tốt đến như thế.
đó là ý kiến cá nhân của mình, và mình thấy rằng những cái sự mất công bằng này sẽ khiến cho chúng ta dần dần rời bỏ những tựa game trên điện thoại như là PUBG Mobile, CF Legend, vân vân. Các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến comment ở phía bên dưới. Và nếu như các bạn đã quan tâm đến những sản phẩm Game Info, đừng quên truy cập vào đường link bán hàng của 7S. Hiện tại thì chúng ta đã có đường link đặt trước cho sản phẩm ROG Phone rồi. Các bạn có thể xem ở phía dưới, mình sẽ để ngay phần mô tả nhá. Các bạn thấy hay đừng quên bấm like, bấm subscribe, bấm chuông cho kênh YouTube của Relab để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Và nhiều người cho rằng những game thủ trên ai sử dụng iPhone và sử dụng những cái thiết bị ngoại vi mà những cái desktop dock hay cái gì đó của iPhone là bất công. Nhưng tôi muốn xin được phép chia sẻ, cuộc sống cũng gì không công bằng. Nếu các bạn không thể chống lại những người đang sử dụng iPhone, hãy tham gia vào cùng chúng tôi, Join Republic. Có được những cái trang bị ngon hơn để khiến